Ở tập 8 siêu thủ lĩnh, truyền cờ siêu thủ lĩnh sẽ đưa quý vị đến 3 vùng đất thủ lĩnh cuối cùng. Về Huế thân thương qua sự kết nối của thủ lĩnh Uyên Phương, thăm thú chủ du khu chợ lớn thành phố Hồ Chí Minh cùng chàng trai vui tính Tạ Gia Huy. Và cuối cùng, hãy để Hoàng Ân kể cho chúng ta nghe hành trình lịch sử của vùng đất Hà Nam Ninh. Bản lĩnh của các bạn có chinh phục được 3 vị giám khảo quyền lực ngoài phần thi chính vùng đất thủ lĩnh, các thí sinh vẫn phải đối diện với thử thách đoán nhanh. Chuyến hành trình đến vùng đất thủ lĩnh sẽ thú vị như thế nào? Tất cả sẽ có trong tập 8 siêu thủ lĩnh được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu ngày 8 tháng 1 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Siêu thủ lĩnh, bản lĩnh tiền phòng.